từ. Bố ơi, bố ơi, bố ơi, bố. Bây giờ là khai điệp sâm banh xong rồi mới đốt. Rồi, không được chứ. Đúng một hàng đều rồi mới đốt. Khai điệp sâm banh làm sao đây? Đó, đây là sâm banh nha. Cái này là sao? Bố ơi, bố ở trong nhà nó bắn nhà nhà ông cả. À, nồi đi rồi. Không sao. Rồi, rồi đi, rồi đi. Có đủ ly không? Quạt kê hộp ly kia nữa mà. Làm quên, nói làm sao? Từ từ, nói ra, từ từ. À, tất cả đâu tiếng Anh đâu là bạn đi biết. À, có thấy bạn nào? Alo. Tiếng Anh đâu? Đến đó là từ ra. Từ từ à? Làm luôn. Đúng rồi, Happy đi tiên đi để anh quay cho. Con rút cái này ra rồi thì lấy đâu mà đốt. Làm quay không? Đốt nó ngược. Chuẩn bị này, chuẩn bị này, chuẩn bị sắp bánh này. Chuẩn bị sắp bánh này, alo, chuẩn bị sắp bánh này. Đổ một bộ con này. Đổ một cái này đi. Cầm đây. Đó 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 đây. Thằng sau cái đi. Nào em đi thứ nhất nào. Bố. Hai. Anh muốn bước cái này mà anh thằng Long có lần là kéo được cái tập đấy giờ Miu ơi ta cao lên muốn bằng mặt rồi rồi chúng ta đây ăn chả giò chấm sâm banh nhá. Lọt đau rồi chả giò trang sâm banh luôn rồi giờ đây đây phải chơi. Được rồi. Mày có cao lên, có sức. À kìa, đốt này. Rồi, đốt này. Em đi tiêu tiêu cả nhà nhá. Rồi, đốt nào, đấy. Đốt đâu chẹp đồ. Sao sao tôi không nên. Hết rồi. Dạ. Cho nó vào trong này chứ ai cho ra ngoài. Có. Một mét thôi. Đó, nhân trên ai lau chú lau nhá. Rồi đủ ly không? Uống chung đi, gia đình nào nhiều thì hai ly, gia đình nào ít thì một ly. Chịu nguyên chai cho. Rồi đợi xíu em chia chị nguyên chai. Đi được rồi. Em ơi. Thôi xin mời tất cả đi. Nhân dịp đầu xuân năm mới, năm Đinh Dậu, thì xin thay mặt gia đình xin chúc tất cả các bác, được các con, cháu sang năm mới mạnh khỏe, có sức khỏe thì mới làm được tất cả. Chế hết là chúc sức khỏe. Các em quên. Các chị, các em, các cháu sang năm mới mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt. Mọi sự cất tường. Không đô à? Xin mời mọi người anh Thu đâu rồi? Tất cả các bác rồi, các chú rồi, các em đâu? Mình chơi trực buffet nhá. À, buffet thôi. Năm nay thật là đông vui nhưng vắng bối một mình là bực lão, trưởng lão đã ra đi rồi. Thôi thì cái tuổi sanh già bệnh chết thì ai cũng phải trải qua. Kể cầu nguyện cho hương linh của cụ cũng là mau chóng được siêu thoát về cõi tây phương cực lạc. Xin mời tất cả đi đứng cung lên các cháu đâu rồi. Chén bát đây. Đâu rồi, nó thuộc đâu rồi, hôm qua đâu rồi. Đâu? Ôi. Một chiếc chiếc đây. Ôi. Rồi vào đây. Đây. Nào. Hai, ba, vô. Vô này là vô cầu nguyện cho cụ được siêu thanh mạnh đầu đấy. Nhắm bôi uống, xin mời. Cho vui, cầm cho vui. Đi cho Tuân. Này, Tuân này. Đi của bố này. Rồi, như vậy thì anh em miếu. Xin mời, giữ bê, giữ bê. Bút phê, bút phê, bút phê.
có gì dùng đó. À, chúc mừng năm mới. Rồi, đã uống thì xin mời. Phải dùng. Không dùng không được. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi, thêm nữa đi. Nào các cháu đây, dùng đi. Em ơi. Anh ơi. Đâu rồi, cách đây luôn nè. Anh đi, ra đây. Anh đi, xin mời đi. Anh ơi. Rồi, liền đâu? Liền đâu? Cho ngà rồi. Đây luôn. Rồi xin mời đi. Đây, đây, đây nhưng mà bánh trưng của tao đây. Nè, cái này. Rồi xin mời nhá. Rồi. Không. Đây, nó mới nửa chai. Không chỗ nào đấy em ơi, cái đó cứ để ngoài cái xong mà hết luôn. Để ngoài nhà nhiều nha. Rồi xin mời. Xin mời rồi, nào mọi người. Còn hai đứa xin mời các cháu đi. Đừng đứng, đừng đứng đi. Đừng đứng đi. Rồi đây uống đi, đấy uống. Giờ các chú đứng thôi, đừng đứng đi. Lưu ngon này. Ngon đi. Rồi các cháu thôi rồi. Đây uống không? Đây cầm cái này.